Hi, xin chào cả nhà, lại là mình đây. Đó, hôm nay là mình có ý định nha. Chứ mọi người biết là mình sẽ nướng chuột. Tại vì hồi nãy mình có gặp bác nông dân, rồi đi ruộng vô bắt được mấy con chuột. Rồi mình có ý định là sẽ nướng chuột đồng cho mọi người xem cũng như là thưởng thức cùng mình nha. Rồi là mình cũng dự định, nhưng mà trời mưa hoài, cuối cùng tới chiều. Tới chiều hôm nay mới làm được cái clip để cho mọi người xem. Rồi tính là dự định ban đầu là tính ra ruộng, ra đồng, ra bái gì đó, ra bụi, ra bờ để mình nướng cho nó thấy nó thiên nhiên hoang dã một chút. Nhưng mà cuối cùng ông trời ông ủng hộ, lại cuối cùng lại nướng trong nhà. Rồi mọi người cũng thông cảm gì đó nha. Để cái dịp nào mình sẽ ra ngoài kia mình nướng, rồi mình ăn kiểu như picnic gì đó, rồi chơi luôn. Rồi bây giờ là mọi người là bắt đầu chúng ta bắt tay vào việc để chúng ta nướng chuột, là cũng như nướng cá nha mọi người. Mời mọi người. Cà này hồi mình nướng nè. Rồi mình rửa cá luôn. Cái này là cá sòng nghe mọi người. Bữa nay là dự định là tính nướng cá lóc đồng. Mà có điều á, chợ thì nó bữa nay không có bán. Thì mình thấy thôi cái này ăn cũng ngon, mình chơi luôn. Dân miền Tây mà ăn cá biển nó mới ghê chứ. Rồi mình rửa cá chứ mình rửa rau cũng nó xong. Bây giờ mình đi ra đằng sau mình hái lá chuối để mình bó cái con cá để mà mình nướng cho nó đừng có bị khét nha mọi người. Mời mọi người theo mình. Rồi bắt đầu mình gói cá nha mọi người, để cho nó đừng có bị khét á, mình để xả thôi chứ mua gì hết, đơn giản đó. Con cộng hay cộng thôi. Bắt đầu mình gắt muối vô đấy, mình gắt muối vô nha, nó thấm thôi. Cuốn lại đó. Rồi bắt đầu mình nhúng lửa than nha, để chuẩn bị mình nướng nha mọi người ơi. Rồi mọi công tác chuẩn bị đã xong nha mọi người. Đó, cái này là chuột nè, đó mình ốp rồi nè nha. Mình ốp xong rồi nè. Hồi sáng á là cái bác nông dân đi ruộng á, đi ngang có bắt mấy con chuột đồng á. Hỏi mình có mua không, mình mua cái mình nãy ý định là mình sẽ nướng và làm clip cho mọi người xem. Rồi mình cũng có đi chợ mua cá, tính mua cá lóc. Hoặc là gì đó thì lại là gặp là không có, mình lại mua cá biển là cá sòng. Cho nó có ăn uống được, có đủ hương vị ha, hương đồng cỏ nội rồi biển mặn mà nha. Rồi bên cạnh đó là mình cũng có nướng lên hai trái cà nữa nè mọi người, thấy không? Đó. Rồi bắt đầu là mình chuẩn bị thôi, đợi than là bắt đầu mình là nướng nha mọi người. Đây chuột con nào lấy uống nu ha mọi người, mở không nghe, ăn đã lắm, béo lắm mọi người ơi, chuột đồng mà. Chuột đồng thì nói gì nữa, hết sấy con mà bảy. Mình nướng ở cũng sát máy lộ nên có hơi ồn. Thì mọi người cũng như cả nhà cũng thông cảm cho nó nghe. Tại do thời tiết không ủng hộ. Đây, kế bên mình nướng cũng có cái giò lan nha mọi người, nở rồi nghe, đẹp nha. Để đồ luôn nha mọi người, thấy cũng được luôn nha. Ui men ơi. Yeah. Nướng cá nha mọi người, cá này là cá sòng nha, cá sòng biển nha. Mình mua là mua trong cái ấy là có 20.000 thôi, hai con này là 40.000. Nó đơn giản đó. Nó cũng rẻ ha mọi người. Thank you.
lộ nguyên hình nha mọi người. Đó, nó thấm muối rồi đó, bây giờ cho lộ nguyên hình đây. Lộ nguyên hình. Lên. Đây là toàn bộ cái thức ăn của cha con mình chiều nay nha mọi người. Chuột nè, đó, cá nè, đó. Ngon chưa? Thật là hấp dẫn mọi người ơi. Rồi chở cái đi để nó khét. Bắt đầu có sự thơm rồi đó, nguyên con chuột luôn. Chết tôi rồi. Chở con cá cái đi. Quá trời, thơm quá trời thơm mọi người ơi. Cái này ta nói là xào nhất nướng mà nhì chiên, tam xào tứ nấu. Tôi là có phải ăn nướng ha. Đã lắm, thơm lắm, có mùi thơm đặc biệt rượu. Oh man. Đó, cá sắp chín nha mọi người. Hồi nãy mình gói cái lá chuối đầu tiên á, để làm chi? Để mình tránh cái sự mà nó chốc dãy chốc da, nhìn cá này cũng đẹp. Nước xương qua cái đi. Rồi á, để cho nó săn lại cái đi, rồi đầu cái lá chuối nó vừa héo hay nó vừa khét lớp á là mình bỏ ra mình nướng lại, nhìn cái cá rất là đẹp nha mọi người. Cái phần nó sẽ nó thấm vô cái muối gia vị mình ướp nãy đó, với cái xả nó sẽ mà làm cho con cá mình nó thơm. Ăn rất là ngon. Cái này là cách tự biến tấu của mình thôi. Thơm quá. Buổi chiều này thật là thịnh soạn đó mà. Đỡ không? Con này chính là nghe, mình đưa con này xuống là đo dĩa nghe mọi người. Con này một chút nữa mới được, tại vì nó nằm phía ngoài. Đây, con thứ hai, ra đo dĩa. Quá đã. Bây giờ cái diện tích nó đã trống rồi. Sau khi hai con cá đó là nó xuống dưới dĩa nó nằm chứ. Thì bây giờ chúng ta là nướng cà nha mọi người. Để cà lên mình nướng cà thôi. Rất là hấp dẫn. Đó, để nó lên đi. Ok, gà đen, thơm quá thơm. Thì mình để gà dĩa thôi. Đấy, có hai trái cà. Còn hai cái này nữa là xong. Quá trời, thơm quá trời thơm luôn. Rồi mọi cái công tác chuẩn bị là nấu hay là nướng mà nó làm xong nha mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị dùng thôi. Đó, bây giờ mình chẻ cái cà này ra đi ha, để mình để ba cái hành mình phi. Đó, tép hành rồi vô. Wow. Thèm chưa? Ooh, man.
Đây chấm muối ớt nha mọi người. Chuột nha. Rồi nước tương mình chấm cà nha. Mọi người dùng nha mọi người. Bây giờ mình ăn chanh vô cái nước muối ớt nè. Muối ớt thần thánh nha mọi người. Đảo lên trộn lên cho nó đều nó hòa nha. Rồi ăn đi con, ăn đi con. Chấm là ngon lắm. Rồi thử miếng gai, thử miếng cá đi, thử miếng cá đi. Oh man. Nó đã cực kỳ, cá rất ngọt nha mọi người ha. Muối muối chấm thì nó lại là mặn mặn chua chua à, cái cay hơi ngọt ngọt chút nha à, cái này có bún rất ngon nhưng mà ăn này mới đã hơn. Cũng rau vô quá cực kỳ. Rồi. Tưng tưng mà cả nhà đây là chuột đồng nướng nha. Rất là ngon. Không. Không quá thật không. Đưa ra cầm miếng cá trắng mới đã. Quá ngọt. Cao. Cầm bắp ăn á, mặc dù nó không có gì tinh thiệt nhưng mà cảm giác rất là vô mốt. Mà tay chân mình rửa sạch rồi mình cũng không có sợ. Thử miếng cà coi. Cái này cầm đũa mọi người, không có bóc tay được nha, nó nóng. Cảm ơn. Rồi nó đã quá. Gì nè đó. Đó. Đây, mời cả nhà. Tưng 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 tưng. Cắm cái cười. Rất ngon. Mời cả nhà miếng chuột nữa nha. Bữa cơm đi. Bữa nay tí con cá nha nhà ơi. Đúng đấy, gà giường nó sẽ hay hơn. Con điều á, trời mưa. Rồi cuối cùng làm ở nhà luôn. Cá này mình cũng không dự định là làm cá cái này đâu cả nhà, mọi người. Mình dự định làm cái lóc nướng ăn nó sẽ đã hơn. Nhưng mà cuối cùng đúng là cái số. Đây, mời cả nhà ăn miếng cá nha. Miếng gào. Con này không? Cà. Chấm miếng tương cay. Không biết mọi người nghĩ sao chứ cái gan chuột rất là ngon nha mọi người. Ăn nó giòn giòn, cái cảm giác nó đã thì sao đó, cái gan chuột á. Đây, cái giò trước của con chuột. Chuột là chuột nứa, ăn nhai xương luôn.
Rồi ok, bây giờ là xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thời gian cũng đã dài rồi, trời cũng đã tối rồi. Tại hôm nay làm rất là trễ do là tiết không ủng hộ mình. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi clip của mình nha. Hẹn mọi người ở clip sau. Rồi cũng ngày mới, chúc mọi người được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành đạt. Bye bye mọi người nha.